Xin chào, đây là khóa học miễn phí tại nền tảng học đồ họa online lớn nhất Việt Nam, Digital Academy. Chúng tôi có rất nhiều khóa học từ miễn phí, trả phí, từ cơ bản đến nâng cao. Bạn có thể truy cập website digital.academy để tìm khóa học mà bạn yêu thích. Đây sẽ là bài học tiếp theo của các bạn, đó là làm thế nào để vẽ mắt trong anime. Vẽ anime là có đôi mắt rất to, tròn, lóng lánh và có rất là nhiều màu sắc, đúng không? Và nó còn cái độ dài to nhỏ, nhiều kiểu khác nhau nữa. Và mỗi kiểu mắt sẽ mang cho bạn một cảm giác khác nhau. Vì vậy là bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để có thể vẽ một đôi mắt anime đơn giản. Mình sẽ đến với cái shape của nó. Mắt của con người bình thường thì nó sẽ có cái shape như thế này, đúng không? Đấy. Đây, mình chỉ vẽ đái thôi thì đây chắc chắn là cái hốc mắt này. Đấy, còn chắc chắn ở đây là trong mắt. Đấy. Đấy thì cái mí mắt dưới, đúng không? Và trên này thì là cái mí mắt của mình. Trên này là sẽ là cái lông mày. Bình thường thì đây là cái con người của bạn này. Thì bình thường rằng là cái trong đen nó sẽ nằm ở trong cái trong trắng như thế này luôn. Thì khi mà nhìn nghiêng nó sẽ như vậy. Nhìn chỉnh diện nó sẽ trông như thế này, đúng không? Đấy. Còn khi mà chứ có nhiều bạn cứ nhầm tưởng rằng là cái con người nó lôi ra như thế này thì không nha. Thì cái này là không đúng, mà nó sẽ trông như thế này này. Vậy thì làm sao để có thể vẽ được đôi mắt nhìn cho anime? Thì ở đây mình sẽ có các shape anime cơ bản như sau, đó là đôi mắt to tròn thì là kiểu rất là hồn nhiên và ngây thơ. Đây là sẽ là một kiểu hồn nhiên này. Đây, đây là hồn nhiên. Tuy theo cái shape và mắt của các bạn mà nó sẽ quyết định cái linh hồn của nhân vật mà bạn đang vẽ nhá. Đây là kiểu hôn nhiên, đúng không? Và đây là kiểu hơi tấm trắng một tèo này. Đây, đúng không? Nhưng nó hơi sâu tứ một tèo, đúng không? Đây, thì đây, cái hình của nó, cái shape của nó kiểu đấy. Và hiện nay thì là kiểu trông sắc sảo, với cái đôi mắt nó bị hết lên so với cái góc mắt này, đúng không? Đấy, nhìn nó trông tinh nghi và sắc sảo, đúng không? Này. Đấy. Ta có một kiểu mắt nhìn nó rất là kiểu như là kiểu nguy hiểm ấy, kiểu bất cân đời hoặc là kiểu nguy hiểm ấy. Đấy. Đây, thì mình chỉ ví dụ cho cả bàn vai mẫu mắt mà mình thường hay sử dụng thôi. Các bạn cũng thấy nó xuất hiện khá nhiều trong các trên vẽ rồi, thì đây chỉ thống kê lại thôi. Thậm chí có những đôi mắt trong kiểu rất là đáng sợ, nó trông có vẻ đáng sợ, nó chỉ như thế này. Đây. Để cho mình cảm giác đáng sợ thì các bạn cảm thấy rằng là cái việc mà ở đây là cái trong mắt nó chỉ hé ra một nửa này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là những cái đặc điểm của mắt ấy, nó gây ra một cái sự mà truyền tải rất lớn đến cảm xúc của nhân vật. Vì vậy là trong anime người ta lựa chọn sử dụng mắt làm trung tâm chính để có thể diễn tả được nội dung hay là biểu cảm của nhân vật đó, tâm trạng của nhân vật đó. Vì vậy là ở trong anime người ta rất chú trọng vẽ kỹ con mắt này, rất là vẽ kỹ con mắt luôn. Các bạn có thể thấy thì con mắt là cửa sổ tâm hồn, như mình đã từng nhắc cho các bạn biết đấy. Thì đây là một đặc điểm chung của cái thể loại anime này rồi. Vậy thì làm thế nào để mình có thể vẽ được một đôi mắt anime, đúng không? Đây, bây giờ mình sẽ khuyến lại cái vùng mà chúng mình sẽ học này. Đây là dính trên giới giữa việc ví dụ và học nhé. Đây.
Đầu tiên á, chúng ta sẽ đến với, để vẽ được khuôn mặt anime, đôi mắt của anime, đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần mi trên này. Bây giờ các bạn sẽ vẽ cho mình một cái hình vuông. Hình vuông hoặc hình chữ nhật thì cũng được, nhưng mà ý là nó hơi vuông thế này này. Đấy. Rồi bạn sẽ chia nửa nó ra. Thì đây sẽ là cái điểm bắt đầu của cái hốc mắt này. Kiểu như đây, mắt con người bình thường ấy thì nó sẽ có cái hốc mắt trông như thế này đúng không? Đấy, thì đây là cái hốc mắt này, cái này mình vẽ minh họa thôi nhá. Đấy, đây đúng không? Vì vậy thì đây là cái điểm đến của cái mí mắt này. Mình sẽ xóa cái này đi. Của cái mí mắt này, sợ các bạn vẽ một cái đường vòng qua và hạ xuống ở đây. Ở phần này các bạn vẽ cho mình như thế này. Đây, mình sẽ vẽ riêng cho các bạn dễ thấy này. Đấy, ở đây kéo xuống kết một cái này. Thấy không? Ở anime thì cái hàng mi nó khá dày, vì vậy chúng ta sẽ vẽ thêm một đường nữa bao quanh như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cái lông mi. Đặc điểm của anime đó là lông mi rất to và dài nhá. Đây, các bạn có thể chỉnh sửa cái shape tùy các bạn này. Sau đó ở đây mình sẽ vẽ xuống. Một cái hình vuông dài như thế này hoặc là ngắn tùy các bạn. Bây giờ mình sẽ thử vẽ cho các bạn biết thôi. Ở đây sẽ là cái trong đen và sẽ là một cái trong trắng ở đây nhá. Trong trắng nó có thể nằm ở đây hoặc là có thể nằm ở đây, nó có thể nằm một vị trí bất kỳ tùy theo cách bạn muốn đặt nó ở đâu cho hợp lý ấy. Đấy, sau đó thì bạn sẽ bắt đầu một cái mí dưới nằm ở ngay đây này và kéo vòng xuống này. Bây giờ mình sẽ vẽ qua bên này. Đấy, được chưa? Bạn có thể tô luôn cái trong đen này và bắt đầu mí dưới ở đây đúng không? Nó hơi cong xuống nha mọi người, cong xuống. Đấy. Và các bạn đây. Đây. Ở đây sẽ là cái phần mí mắt trên này. Và lông mày ở ngay bên trên luôn. Và ở đây sẽ là một bọng mắt ấy, người ta gọi là cái bọng mắt. Đây. Này, đây là bản thú nhỏ mà mình vẽ cho các bạn này. Đấy. Đây là bản phóng to mà mình cho các bạn xem. Đây. Thực ra cái khung nó không có tỷ lệ gì cả, chỉ đơn giản rằng là đặt một cái khung ở đó để cho các bạn dễ cân đối những cái vật thể ở bên trong đôi mắt thôi, sao cho nó hợp lý ấy. Đấy, kiểu bây giờ các bạn mà vẽ cái trục ngang qua, cái trục dọc ngang qua thì các bạn sẽ biết được là ở những cái trong đen nó đặt ở đâu cho hợp lý ấy. Chẳng ví dụ như cũng là cái đôi mắt này đúng không? Bây giờ mình sẽ copy xuống này. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl D. Đây các bạn kéo xuống và các bạn thử thay đổi cái, đây là con mắt nhìn thẳng. Còn nếu mà con mắt nhìn qua bên này thì cái điểm của nó sẽ là đây. Thì cái hình của nó sẽ không có vuông vắn hay là tròn giống như ban nãy mình vẽ nữa nhá, mà nó sẽ hơi elip một xíu, nó sẽ hơi cong một xíu này. Và cái điểm đen nó sẽ nằm qua bên này. Đấy. Đấy là các bạn sẽ thấy nó nhìn quá hẳn không? Đấy, này. Bây giờ mình sẽ xóa cái bên này đi và nó hơi cong quá nhá. Này, nó hơi cong quá cái hướng mà các bạn muốn. Và cái vị trí này nó cũng sẽ cong theo luôn này. Và cái phần này nó sẽ nhỏ hơn này. Đấy. Đấy. Kiểu như là mọi thứ nó sẽ bị đổ qua một, nó sẽ kiểu bị như là đổ vào thế này đấy, kiểu vậy để nhìn qua một bên ấy. Hoặc là ví dụ như khi mà các bạn úp mắt xuống ấy, hoặc là ví dụ như đấy là đôi mắt mở to và cái lông mi nằm ở trên này đúng không? Còn nếu mà lông mi nằm ở đây thì sao? Đấy thì các bạn sẽ biết được là đấy là cái bộ phận con người của mình đúng không? Đây, mình sẽ copy thêm một lần nữa cho các bạn. Đây, cái này sức lên téo. Đây, để chỗ này.
Đây là phần con người của mình nhá. Đây là phần con người của mình. Vì vậy cái hốc mắt nó như thế này đúng không? Đây thì cái phần lông mi khi mà nó như thế này. Đây thì chúng ta nhìn nghiêng qua chúng ta sẽ được là đây là lông mi. Vì vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ xóa phần, ví dụ như các bạn muốn lông mi ngang đây đi, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ xóa phần trên của lông mi này. Đấy, được chưa? Thì ban đầu các bạn cũng sẽ sketch một cái hình tròn. Vậy thì các bạn sẽ sketch cái hình tròn trước cho mình thế này, rồi sau đó vẽ một cái đường qua thế này này. Và sau đó chúng ta sẽ hạ cái điểm hốc mắt xuống ngắn một nửa cái phần mà các bạn để hẹ đấy nhá. Và kéo dài thẳng ra một đường thẳng nhé. Đấy, và chúng ta sẽ tiếp tục vẽ những bước ở bên dưới nhé. Và bây giờ chúng ta đọc một cái đôi mắt mà kiểu nó đang hẹ nhìn ra đấy, anh thấy không? Và cái trong đen nó sẽ chuyển xuống, và cái trong đen nó cũng sẽ chuyển xuống cùng nhé, sẽ chuyển xuống cùng, và cái trong trắng nó cũng vậy. Tất nhiên là nó không có chuyển hết nhé, có nghĩa là nó chỉ chuyển hết một nửa cái trong đen xuống đây thôi, và trong trắng sẽ chuyển xuống theo luôn. Và bây giờ mình sẽ thử vẽ đè lên ba cái mà mình vừa mới vẽ xong cho các bạn xem nhé.